ở cửa hàng Bath Body Works có nhiều hàng đang sale 75%, 50%, cũng có nhiều hàng thì không có sale, nhưng mà hôm nay mình đi mua được rất là nhiều đồ. Ví dụ như đây là những cái lotion mà cái mùi thơm rất là nhẹ mà mình rất là thích. Để mình lấy ra mở thử nha. Mùi thơm rất là nhẹ mà xích lên tay á thì rất là mềm. Thơm lắm. Rồi còn cái này á là giống như là mình cắm vô trong cái ổ điện xong rồi gắn vô đây thì cái nhà của mình nó thơm nguyên cả ngày luôn. Còn đây nữa là một cái mùi lotion mà mình cực kỳ thích, là tại vì cái mùi nó nhẹ, nó có rose and magnolia, nguyên một cái tiệm mà chỉ còn duy nhất có một chai thôi. Và mình lấy, có thể mình sẽ check trên online mình đã xài cái chai này rồi, nhưng mà nó không nằm trong cái tip. Cái này cũng là một trong những cái mùi mà rất là thơm. Ô, cái này mình chưa mở mà. Cái mùi feel rất là nhẹ, rất là relax, mà cái đặc biệt là khi mà sức lên á thì nó mềm mà nó bóng cái tay của mình lắm, rất là tốt. Sức lên quá trời từ sáng đến giờ. Còn đây là body scrub, là khi mà mình tắm để mình chà lên để cho hết cái da khô ở trên người của mình á. Là cái này là mình cũng thường hay xài ở nhà. Và còn cái này thì mình cũng mua nhiều mùi lắm. Sẽ thật là thơm trong phòng. Mùi thơm rất là dễ chịu. Còn cái này là sữa tắm. Cái này cũng là một trong những cái chai lotion mới mà mình cũng thích. Cái này là mùi rất là nhẹ, butter cộng vitamin E. Cái mùi này cũng rất là nhẹ. Cái này là candle, là mình có thể đốt lên xong rồi để cho cái nhà thơm. Thì hôm nay là sale rất là nhiều. Nếu như mà ai mà ở gần ở chỗ đó thì nên đi mua về để xài. Mình mua rất là nhiều, mình mua nguyên thùng luôn, rồi mình mua thêm online nữa, có gì để tặng quà hoặc là đem vô trong chỗ làm để xài. Yeah, we're gonna buy for gift. Yeah, look, 50% off. Okay. Oh, it's a good one. Watch this. Wow, it's lotion? Body lotion. Body lotion, new kind. Candle. Yes. Okay, you can open peppermint and see. Peppermint candle.
Oh, smell it. What smell is it? Peppermint. Peppermint. It's sparkling icicles. Yeah. This whole room. This one's very waffle. Over here, people have been liking the beefy white pan. As you can see, it's been very loud. Fresh one. I had like 12 of these. Because like they last up to 30 days, I need for the year, you know? Hey, Auntie, let me see some pack. And it lights up. Look at the cute thing. Yeah, I thought that one was cute too. Cute. Flower. Cái sang nhỏ để mình đi du lịch mình có thể đem theo được nè. Nhỏ xíu. Phở ở nhà nấu.